dốc toàn lực để thi công, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc Nam. Trên đại công trường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đang huy động hơn 600 mũi thi công, gần 6.500 đầu máy và hơn 15.500 nhân sự. Cập nhật tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại, các đơn vị đã huy động 6.480 máy móc thiết bị các loại, 15.209 nhân sự thi công, 359 nhân sự tư vấn giám sát. Trên cơ sở nguồn lực được huy động, 636 mũi thi công đang được tổ chức trên toàn tuyến, gồm 365 mũi thi công cầu, 271 mũi thi công đường, hầm chui dân sinh và một số công trình trên tuyến. Tính đến trung tuần tháng 2 năm 2024, sản lượng thực hiện các dự án đạt hơn 21% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Một số dự án có sản lượng và tiến độ thi công tốt như Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Bộ Giao thông Vận tải thông tin. Đề cập đến khó khăn trong quá trình triển khai dự án, theo Bộ Giao thông Vận tải, bên cạnh một số dự án gặp khó khăn do thiếu nguồn vật liệu như Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, công tác giải phóng mặt bằng cũng còn nhiều vị trí nhà thầu chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Điển hình, đến giữa tháng 2, đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa được bàn giao mặt bằng khu dân cư 1,9 km đầu tuyến, huyện Tư Nghĩa và nút giao quốc lộ 24, thị xã Đức Phổ. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đoạn Quy Nhơn, Chí Thạnh qua thị xã Sông Cầu vướng mặt bằng 2,65 km phía nam hầm Cù Mông và đoạn 0,19 km xử lý nền đất yếu. Đoạn Chí Thạnh, Vân Phong vướng 760m thuộc quản lý của công ty trồng cây kiểm xuất khẩu Phú Yên, 6 đoạn cần giải phóng mặt bằng để xử lý nền đất yếu với tổng chiều dài khoảng 870m. Đoạn Hậu Giang, Cà Mau còn vướng 3 km qua huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang do người dân còn chưa đồng thuận về đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng. Công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện cao thế, chậm so với tiến độ đề ra.